À, xin kính chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 thì em xin giới thiệu đến một số máy GT rồi chẳng hạn như là ZT đi về ở Kiên Giang rồi An Giang. Đó, Bạc Liêu luôn anh em. Đây, hai ZT. Đấy, hai ZT còn mấy máy là thằng 125 140. Dạ. Về ở đó Bạc Liêu luôn anh em. Rồi ZK700. Con này là lên đùi nha anh em. Con GV cũ luôn. Đó. Và vàng Trung Quốc luôn anh em. Đây. Rồi mấy anh em lên lên xe, chuẩn bị về với chủ mới anh em. Anh em nào có mua sắm máy móc thì cứ liên hệ đến số điện thoại em ha. Đặc biệt bên em có bán hỗ trợ trợ góp anh em. Anh em nào có cảm thấy sắm máy móc mà cảm thấy yếu tiền thì cứ liên hệ đến em ha. Em sẽ tư vấn và báo giá và có hỗ trợ trợ góp anh em. Chỉ cần giấy căn cước công dân thôi anh em. Lãi suất thì 10 triệu tháng 100 ngàn anh em, rất là rẻ luôn. Đó. Rồi xin kính chào anh em ha. Hẹn lại anh em clip sau. Bye bye anh em.